Thưa quý vị, theo thông tin từ ban tổ chức của chương trình khởi nghiệp của PTC16, sau nhiều cố gắng khống chế dịch hại, cuối cùng thì dịch tả lợn châu Phi cũng đã bắt đầu xâm nhập vào trại lợn của một nông hộ tham gia chương trình. Vâng, thưa quý vị, cụ thể đó là vào cuối tháng 4 năm 2019, gia đình anh Đinh Quang Đạt ở Hải Dương đã phát hiện đàn lợn của gia đình bị ốm và chết rất nhanh. Ngay sau đó, anh đã báo cho cơ quan chức năng để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả là các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus gây dịch tả lợn châu Phi. Vâng, và tất nhiên là tất cả những con lợn này của gia đình anh Đạt cũng đã bị tiêu hủy giống như là các nông hộ khác theo như quy định, và ước tính thiệt hại sau đợt dịch là gần 400 triệu đồng. Trước tình hình dịch bệnh nguy cấp, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, người trực tiếp hướng dẫn nông hộ Đạt đã có buổi kiểm tra và tư vấn công tác vệ sinh phòng bệnh. Và nông hộ này thì vẫn quyết tâm tái đàn dù dịch tả lợn châu Phi vẫn đang lan rộng. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi trong tiểu mục Hành trình khởi nghiệp. Phát triển trang trại chăn nuôi lợn vào thời điểm bão giá, anh Đạt đã từng gặp vô vàn khó khăn. Giá lợn xuống thấp, dịch bệnh liên miên khiến công việc chăn nuôi của gia đình anh ngày càng sa sút. Tham gia chương trình khởi nghiệp được xem là một bước ngoặt lớn. Anh Đạt không chỉ được chuyên gia tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi, cách quản lý dịch bệnh, mà còn được chuyên gia đưa ra những lời khuyên để ứng phó với những biến động của thị trường. Năm 2018, khi giá lợn phục hồi, những tính toán của chuyên gia khởi nghiệp đã giúp anh Đạt lấy lại những gì đã mất sau đợt bão giá, đồng thời thu lãi trên 900 triệu đồng. Thì mình chưa biết, thầy nó về và chỉ dẫn cho thì nó khác hoàn toàn so với lúc đầu. Chúc mừng anh chị. Vâng, chúc mừng nha. Vâng, chào thầy. Phải vui cười nên chứ cười cũng buồn đấy. Niềm vui thắng lợi chưa được bao lâu thì giữa tháng 2 năm 2019, khi dịch tả lợn châu Phi được công bố xuất hiện tại Việt Nam, giá lợn lại bắt đầu lao dốc. Thì lúc đấy này em bán đi là được 12 tấn rồi. 3 tấn là được giá 438. Còn lâu là về sau là toàn bán giá 32. Thời điểm đó, nỗi lo lắng của anh Đạt không chỉ dừng lại ở giá cả thị trường mà còn là nguy cơ xóa sổ toàn bộ đàn lợn. Cuối cùng thì dịch bệnh cũng bùng phát sau mọi cố gắng ngăn chặn. Rất may là đến thời điểm hiện tại, dịch mới chỉ bùng phát ở khu chuồng nuôi lợn thương phẩm, còn khu chuồng lợn nái tạm thời vẫn được an toàn. Hết bão giá xong bây giờ lại đến dịch bệnh như thế này. Sổ đỏ cũng mang đi vay ngân hàng để đầu tư vào chăn nuôi, nữa tới này thì lại bị dính như thế này. Gia đình cũng rất hoang mang. Dịch bệnh đi qua, gia đình anh Đạt thất thoát gần 400 triệu đồng. Lứa lợn này chắc chắn anh Đạt sẽ bị thua lỗ. Nhưng hơn hết lúc này, điều anh nghĩ tới vẫn là quản lý tốt đàn lợn nái để nhanh chóng tái đàn. Dịch bệnh nó đã bị rồi thì gia đình quyết tâm là xử lý chuồng trại cho nó cẩn thận và tới này là vào tiếp tục chăn nuôi lại lợn. Trước tình hình dịch bệnh xảy ra trên đàn lợn nhà anh Đạt, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác vệ sinh chuồng trại sau dịch bệnh, đồng thời đưa ra các biện pháp khống chế để tránh dịch bệnh lây lan. Nhưng nguyên tắc chung ở đây là gì? Anh phải chỉ sử dụng cái thuốc sát trùng hay là xử lý môi trường chăn nuôi. Và khi mà xử lý môi trường chăn nuôi cả trong chuồng nuôi cả và ngoài môi trường, và nguyên tắc phải để chống chuồng. Sau khi đã xử lý tốt bằng các cái thuốc sát trùng phải ít nhất là một tháng. Công việc xử lý chuồng nuôi bao gồm sử dụng phoxmon 10%, ngâm toàn bộ dụng cụ chăn nuôi, rắc vôi củ lên nền chuồng, tưới nước để tạo phản ứng hóa học giải phóng nhiệt lượng làm chết virus. Phun thuốc sát trùng phoxmon 0,5% đến 2% định kỳ 3 ngày một lần. Dọn cỏ dại xung quanh chuồng nuôi. Bên cạnh các yếu tố phòng dịch từ bên ngoài, trong giai đoạn xảy ra dịch bệnh, chuyên gia cũng lưu ý anh Đạt cần chú ý tăng cường công tác chăm sóc nuôi dưỡng, bổ sung định kỳ vitamin, thuốc bổ, trợ sức trợ lực vào thức ăn cho lợn, nhằm nâng cao sức đề kháng của vật nuôi, chống lại sự xâm nhiễm của dịch bệnh.